lộ diện thủ khoa thi vào 10 năm 2022, học trường chuyên đỉnh nhất Hà Nội. Với số điểm 48,5 trên 50 điểm, Vũ Hoàng Khánh Uyên đã xuất sắc trở thành thủ khoa thi vào lớp 10 năm 2022 ở Hà Nội. Chiều ngày 8 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm thi vào 10 công lập năm 2022. Ngay sau khi điểm thi được công khai, chân dung thủ khoa năm nay đã lộ diện, đó chính là em Vũ Hoàng Khánh Uyên, lớp 9B, hệ trung học cơ sở của trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Khánh Uyên đạt số điểm 48,5, trong đó điểm ngữ văn đạt 9,25 điểm, ngoại ngữ đạt 10 điểm, toán 10 điểm. Điểm xét tuyển được tính dựa trên kết quả của 3 bài thi gồm các môn ngữ văn, toán, ngoại ngữ. Trong đó, điểm xét tuyển bằng điểm toán cộng điểm văn tất cả nhân 2, cộng điểm ngoại ngữ và cộng điểm ưu tiên. Được biết, trong kỳ thi vào 10 năm 2022, Hà Nội có 2 học sinh đạt 48 trên 50 điểm. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kết quả của các bài thi của các thí sinh trong kỳ thi năm nay là 1.382 bài thi ngữ văn đạt từ 9 đến 9,5 điểm. Năm học 2021-2022 có 109 bài đạt từ 9 đến 9,25 điểm, 3.364 bài thi môn ngoại ngữ đạt 10 điểm. Năm học 2021-2022 có 63 bài thi. Năm học 2021-2022, Hà Nội tổ chức thêm thi môn thứ tư là môn lịch sử, trong đó có 2.070 bài thi đạt 10 điểm. Nhận định kết quả bài thi năm 2022-2023 nhìn chung cao hơn năm ngoái, do đó trung bình điểm chuẩn của một số trường sẽ tăng nhẹ so với năm học 2021-2022. Theo kế hoạch, ngày 9 tháng 7, Sở sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các trường từ 13:30 ngày 10 tháng 7 đến 17:00 ngày 12 tháng 7. Học sinh trúng tuyển làm thủ tục xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp. Cảm ơn quý vị khán giả đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!